Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vì dân Chúa. Lễ vượt qua của người Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thần làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chiên câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán." Các môn đệ liền nhớ lại lời chép rằng: "Lòng nhiệt thành nhà Chúa sẽ làm tôi hao mòn." Các người Do Thái lên tiếng rằng: "Ông, hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì mà ông có quyền làm như vậy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây lại." Người Do Thái đáp: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ xây dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ thân xác người. Vì thế, khi người từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lại người đã nói thế, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Chúa Giêsu nói. Trong thời gian người ở Jerusalem dịp lễ vừa qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những kẻ phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người thấu hiểu tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa ông bà và anh chị em, con không biết ở nhà ông bà và anh chị em như thế nào, nhưng có nhiều gia đình chúng ta tới, chúng ta thấy ở trên cái bàn gọi là bàn dining table, cái bàn để ăn đó, bàn ăn đó, thì rất là nhiều thứ ở trên bàn, nào là thư, nào là cái ly Coca-Cola, mọi thứ đầy ở trên bàn hết. Báo họ cứ đọc xong họ dục trên đó. Đến nỗi đến khi vì cái bàn đó nó quá nhiều thứ ở trên bàn, nên mỗi lần họ có những bữa ăn gia đình thì mỗi người cầm một cái tô, mỗi người cầm một cái dĩa đi ra phòng khách ngồi trước tivi. Cái bàn ăn nó không còn để là chỗ ăn nữa, nhưng mà nó trở thành một cái nơi để chúng ta dục rác ở trên đó. Có nhà nào như vậy không? Xin giơ tay lên coi. Thường thường những thứ ở trên bàn đó, nhiều thứ rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái bill, những cái tờ thơ, những cái gì đó cũng quan trọng thôi, nên chúng ta để trên cái bàn đó. Nhưng cái mục đích của cái bàn đã bị dùng sai lạc. Cái mục đích của cái bàn là để cho chúng ta ăn và để cho chúng ta quy tụ lại có những bữa ăn ngon. Thưa ông bà và anh chị em, trong đời sống của chúng ta đôi khi cũng giống thế. Chúng ta bị lộn xộn bởi những thứ xung quanh chi phối chúng ta. Dĩ nhiên những thứ chi phối chúng ta đều quan trọng. Đi làm kiếm tiền quan trọng. Rồi phải lo lắng dọn dẹp nhà cửa cũng quan trọng. Chở con đi học cũng quan trọng. Lo lắng cho cộng đoàn cũng quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta không làm. Đó là cầu nguyện. Chúng ta làm thứ mọi thứ, nhưng mà chúng ta không cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây con muốn nói là tâm sự với Thiên Chúa, chia sẻ với Thiên Chúa nỗi lòng của mình. Chứ không phải cầu nguyện ở đây là đọc 50 kinh kính mừng rồi bao nhiêu kinh lạy cha. Cái đó là đọc kinh, chứ không hẳn gọi là cầu nguyện. Cầu xin và nguyện xin cho những lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa đáp đền bằng cách đặt câu hỏi: đây là điều con muốn, nhưng con sẽ làm như thế nào với cái sự trợ giúp của Chúa? Trong đời sống của chúng ta dễ bị chi phối những việc đó. Nên cái điều quan trọng
để gần gũi với Chúa, bám vào Chúa, thờ phượng Chúa và xin Chúa dẫn dắt chúng ta vượt qua những cơn giông tố trong đời sống, đức tin, đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta không có. Nên nhiều khi chúng ta đi lễ hàng tuần nhưng tâm hồn chúng ta trống rỗng, chúng ta trở nên mệt mỏi. Đặc biệt là khi chúng ta phải phục vụ, đặc biệt khi chúng ta nhà thờ nói chúng ta phải làm cái này, đóng góp hay đóng góp cái kia, chúng ta trở nên mệt mỏi. Vì chúng ta không cảm nhận được, chúng ta lãnh nhận được cái gì mà chúng ta cứ phải cho đi và cứ cho đi. Nhưng mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ thì chúng ta lại nhận được ân sủng của Thiên Chúa, cái nghị lực đặc biệt mình và máu Thánh Chúa. Nhưng mà chúng ta không cảm nghiệm được cái ân sủng đó, nên chúng ta trở nên mệt mỏi với những đòi hỏi của những người trong gia đình của chúng ta, của cộng đoàn và của xã hội. Ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một cái câu chuyện là Ngài đi vào đền thờ và Ngài đã thấy những thứ, dĩ nhiên là những cái thứ đó, thưa ông bà và anh chị em, cái thời đó cũng dâng hiến những cái con vật trâu như là bò, bồ câu lên với Chúa, rất là quan trọng. Điều đó cần thiết, Chúa Giê-xu không nói là dẹp, nó rất là quan trọng. Và rồi tiền cũng vậy, tại vì họ dùng cái tiền của La Mã ha, Do Thái, nên cái người Do Thái khi mà vào đền thờ họ muốn dùng cái tiền của họ, nên họ phải đổi tiền. Họ không muốn dùng những cái tiền của, ví dụ như chúng ta về Việt Nam, chúng ta dùng tiền Việt Nam, chúng ta dùng tiền đô, thì nhiều người không thích, tại vì người Việt Nam dùng tiền Việt Nam, người Do Thái dùng tiền Do Thái, nên điều đó cũng bình thường. Nhưng ở đây là những người dùng cái business đó, họ đã lợi dụng những người nghèo, những người phương xa tới để họ lợi nhuận cho họ, thay vì tạo điều kiện để giúp cho những người đó được dễ dàng thờ kính Thiên Chúa, đến để dâng những tế lễ. Đó là cái lòng mà Chúa Giê-xu không có vui khi Ngài vào đền thờ. Nên Chúa Giê-xu, nhưng giống như Thiên Chúa cũng phán với Hô-sê trong Cựu Ước rằng: ta muốn lòng thương xót chứ không phải là sự hy sinh. Từ trong lòng của chúng ta, chúng ta muốn dâng lên cho Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở điều đó, thưa ông bà và anh chị em. Chúng ta đến với Chúa ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đã dọn sẵn cho chúng ta vào trong cái đời sống của Thiên Chúa. Chúng ta thấy để có một cái buổi tiệc ly ngày chúng ta ở đây, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, Chúa Giê-xu đã dọn sẵn bao nhiêu hy sinh của Ngài. Thứ nhất là chúng ta nhớ câu chuyện là Chúa Giê-xu, cái phép lạ đầu tiên Chúa Giê-xu làm đó là biến nước thành rượu. Rồi kế đến, Chúa Giê-xu đã làm phép lạ bánh cho nhiều người ăn. Chúa Giê-xu đã có rượu, Chúa Giê-xu đã có bánh. Và rồi ngày hôm nay trong phúc âm, Chúa Giê-xu thanh tẩy đền thờ. Ở đây trong phúc âm, thanh tẩy đền thờ không chỉ là một cái nhà thờ mà chúng ta thấy, một cái building, nhưng Thánh Phaolô Tông Đồ nói đền thờ ở đây có nghĩa rằng chính tâm hồn của mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa mời gọi chúng ta qua bí tích giải hòa đã thanh tẩy chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài và để cho Ngài rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Để rồi khi chúng ta đến tham dự thánh lễ là cái bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giê-xu đã biến rượu thành máu mình, bánh thành thân xác của mình. Đó là cái ân sủng mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, đã có rượu, đã có bánh và thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Và chính nơi đây chúng ta lãnh nhận được cái hồng phúc từ trời ban, đó là trở thành con cái của Thiên Chúa, trở nên một nơi để Thiên Chúa có thể đi vào cư ngụ, làm đền thờ của Thiên Chúa. Và rồi chúng ta cảm nghiệm được cái sự bình an, cái lòng thương xót của Chúa, để sau đó chúng ta ra đi và trở thành những môn đệ thật sự khao khát làm điều Thầy mình muốn mình làm.
Vậy thưa ông bà và anh chị em, nếu chúng ta tham dự thánh lễ 30 năm, 40 năm mà chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, không có cảm thấy hứng thú đi lễ, chúng ta đi lễ vì chúng ta sợ phạm tội, sợ xuống hỏa ngục, cái điều đó thì cũng tốt, nhưng rất là buồn cho chúng ta khi chúng ta đi lễ mà chúng ta không cảm nghiệm được cái hồng phúc Thiên Chúa trao ban cho chúng ta nghị lực để vượt qua những giông tố trong đời sống. Và khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta dâng lên Chúa những nỗi lòng của mình, những cái gì đã chi phối chúng ta, để chúng ta giây phút này đây chỉ có 50 phút, 1 tiếng, chúng ta gần gũi với Chúa hơn, chúng ta bám vào Chúa và cầu nguyện, lạy Chúa, con có những đau khổ trong đời sống của con, xin hướng dẫn con. Và chúng ta không chỉ nói mà thôi, nhưng trong cầu nguyện chúng ta lắng nghe Chúa, con hãy làm điều này, con hãy làm điều kia, để con tìm được sự bình an, và chính sự bình an của con sẽ thay đổi những người xung quanh. Hôm nay Chúa đã đến để thanh tẩy cái đền thờ, và chúng ta cũng cầu xin Chúa đến để thanh tẩy lòng của chúng ta, cái lòng mà chúng ta đôi khi để chi phối bởi vật chất, bị chi phối bởi cái tôi, bị chi phối bởi lòng ích kỷ của mình, để rồi chúng ta trở nên một con người mới khi chúng ta lãnh nhận Chúa Giêsu và lòng chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Hy vọng rằng khi chúng ta ra về và những người gặp chúng ta trong suốt tuần vừa nay, tuần tới, sẽ tìm được sự bình an, tìm được niềm vui và an ủi khi họ đến với chúng ta. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.